Ngân rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Chuyên gia nói gì. Chương trình được thực hiện bởi Big Vision Media phối hợp cùng truyền hình báo Tuổi Trẻ với sự đồng hành của thương hiệu mỹ phẩm The Beauty of Jones trực thuộc công ty cổ phần Sensitina. Quý vị thân mến, có một làn da khỏe đẹp, mịn màng là điều mà hầu như là chị em phụ nữ đều mong muốn. Riêng về mẹ bầu thì trong thai kỳ sẽ có nhiều thay đổi về nội tiết tố, khiến cho cơ thể có nhiều thay đổi và mụn xuất hiện trên mặt là hiện tượng thường xuyên. Mụn sẽ làm xấu đi làn da, khiến cho nhiều mẹ bầu lo lắng không ít. Thưa quý vị, vì thế để giúp cho các chị em phụ nữ trong quá trình mang thai sẽ có thêm kiến thức về chăm sóc da, bảo vệ da, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau và trò chuyện với chủ đề tìm hiểu cách điều trị mụn cho mẹ bầu. Và đến với chương trình ngày hôm nay, Bích Ngân xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị có sự hiện diện của Thạc sĩ bác sĩ Thái Thanh Yến, khoa da liễu thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ, rất vui vì bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào MC Bích Ngân, xin chào quý vị khán giả của chương trình ạ. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ chào đón sự tham gia của chị Lê Thị Ngọc Ngân, là giám đốc của công ty cổ phần Sensitina, thương hiệu mỹ phẩm The Beauty of Jones. Xin chào chị Ngọc Ngân ạ. Chào MC, chào bác sĩ và chào tất cả các bạn khán giả đang xem chương trình. Thưa bác sĩ, da mụn là một trong những cái vấn đề mà các mẹ bầu hầu như là ai cũng phải gặp phải. Và vì thế cho nên là để trở thành một mẹ bầu xinh đẹp thì là một cái thử thách phải nói là không hề dễ dàng một chút nào đối với các mẹ bầu, đúng không ạ? Những cái đốm mụn đáng hờn đó sẽ khiến cho các mẹ bầu cảm thấy là mất tự tin vô cùng. Vì thế cho nên là để cho các mẹ cảm thấy mà quá trình mang thai dễ chịu hơn, có thể trở thành một mẹ bầu vui vẻ, khỏe đẹp hơn, thì rất mong là bác sĩ có thể giải đáp cho tất cả mọi người được biết là trong cái cơ thể của người phụ nữ khi mà mang thai thì sẽ có những cái thay đổi như thế nào về nội tiết tố cũng như là những cái biểu hiện ra sao ạ? Thường thì phụ nữ khi mang thai sẽ có những sự thay đổi về hormone dẫn tới có sự thay đổi về làn da. Điều đầu tiên đó là sự xuất hiện những cái giáp tăng sắc tố hay những cái vết thâm hay những cái đám sạm ở trên da, ở đường giữa bụng hoặc là nách hay là núm vú hoặc là ở vùng bẹn. Ngoài ra thì phụ nữ mang thai có thể xuất hiện thêm giám má ở thai kỳ, chiếm khoảng tới 50% các trường hợp. Tiếp theo đó là sự rụng tóc. Rụng tóc thì thường xuất hiện ở thai kỳ và có thể kéo dài sau sinh từ 1 đến 1,5 tháng, thậm chí có thể 15 tháng sau khi sinh. Vấn đề thứ ba đó là sự thay đổi về hormone dẫn tới gia tăng kích thích các tuyến bã ở trên da, và nó là nguyên nhân có thể gây ra mụn. Dạ, như bác sĩ vừa chia sẻ thì cái nguyên nhân chủ yếu lớn nhất là sự thay đổi của nội tiết tố. Thế thì ngoài cái nguyên nhân chủ yếu đó ra thì còn những cái nguyên nhân nào khác tác động đến cái sự gọi là thay đổi cái sắc vóc bên ngoài của mẹ bầu hay không ạ? Nguyên nhân thường chính đó là do nội tiết tố gây ra mụn ở phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, một số mẹ bầu không có sử dụng các sản phẩm chăm sóc da một cách đúng cách. Ngoài nguyên nhân chính gây ra mụn là do nội tiết tố của phụ nữ mang thai thì còn có một số nguyên nhân khác. Thứ nhất là mẹ bầu đã không sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm một cách đúng cách phù hợp với làn da, đặc biệt là các sản phẩm có chứa gốc dầu hoặc là các sản phẩm gây bít tắc năng lông có khả năng nguy cơ sinh mụn. Ngoài ra, một số mẹ bầu mà trên nền cơ địa là da dầu mà lại không có cơ hướng chăm sóc da, tại vì mẹ bầu có tâm lý là lo lắng, sợ rằng những cái sản phẩm chăm sóc da đó sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, đâm ra những cái nguyên nhân đó có thể làm nguy cơ gây ra mụn bùng phát nhiều hơn. Dạ, dạ vâng. Thế thì không biết là các mẹ bầu sẽ thường gặp cái tình trạng là xuất hiện mụn là vào cái khoảng thứ mấy của thai kỳ, và cái loại mụn mà hay gặp phải nhất là loại mụn nào ạ? Dạ, thực ra thì cũng chưa có một cái xác định nào rõ là mụn sẽ xuất hiện ở giai đoạn nào của thai kỳ, mà chỉ biết rằng là đối với những người mà có nguy cơ bị mụn đa trên nền da đã bị mụn trước khi mang thai, hoặc là bị mụn khi xuất hiện vào những giai đoạn đầu kỳ kinh thì sẽ có nguy cơ bị mụn ở trong thai kỳ. Và ngày cái thứ hai nữa là đối với những trường hợp mà 3 tháng đầu mà không có xuất hiện khả năng gây mụn thì thường rất là hiếm xuất hiện mụn ở giai đoạn giữa và giai đoạn cuối của thai kỳ.
Dạ, tức là nếu như trong khoảng thời gian 3 tháng đầu mà mình không có thấy cái sự thay đổi gì nhiều trên bề mặt da thì có nghĩa là những tháng tiếp theo thì cái điều đó nó sẽ thường là rất ít khi xảy ra đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thế còn đối với chị Ngọc Ngân thì như thế nào ạ? Không biết là chị có cái trải nghiệm nào trong cái quá trình mang thai mà bị mụn hay chưa? Và khi mà gặp phải cái tình trạng đó thì chị đã có cái hướng xử lý như thế nào trong cái việc là chăm sóc da cũng như là hạn chế việc mụn ạ? Câu hỏi này thú vị quá, tại vì thật sự là Ngân chưa có em bé. À vậy ạ. Và Ngân cũng vì vậy mình không có trải nghiệm mang thai. Tuy nhiên là những cái người bạn xung quanh Ngân á, và những khách hàng của Ngân đa số là những bạn đã từng trải qua cái việc mang thai, và đa số đều gặp bị mụn hết. Và mấy bạn đó thì Ngân nghe được cái câu chuyện của bạn đó thì thường mấy bạn đó bị mụn ở tháng thứ 2 á, là cảm thấy là da mấy bạn bắt đầu nhờn hơn nè, lỗ chân lông to hơn và bắt đầu là bị xuất hiện mụn ở dưới cằm. Sau đó thì mụn nó sẽ xuất hiện ở mũi hoặc trán, và có thể là bạn không chăm sóc da đúng cách á, thì nó sẽ lan ra toàn mặt. Và khi mà mụn nó hết thì nó thường để lại những cái hậu quả, ví dụ như là bị thâm, bị sẹo, và nó có thể theo chúng ta mãi về sau. Thì đó là cái điều mà rất nhiều người bạn của Ngân lo lắng trong quá trình mang thai. Và khi mà với kinh nghiệm mà tư vấn cho những cái khách hàng của Ngân á, thì Ngân thường là tập trung vào cái việc chăm sóc da từ bên ngoài. Tại vì như bác sĩ chia sẻ, mang thai là chúng ta sẽ, cái nguyên nhân chủ yếu là do cái rối loạn nội tiết, và chúng ta thường không tác động được vào yếu tố bên trong, vì nó là cái điều hiển nhiên. Và cái điều chúng ta có thể làm duy nhất này là chúng ta chăm sóc da từ bên ngoài. Vì thế là Ngân luôn tư vấn cho những người khách hàng của Ngân, những người bạn của Ngân là hãy tập trung vào việc chăm sóc da, thiết lập một quy trình chăm sóc da hoàn chỉnh để có thể là chúng ta giảm mụn cũng như làn da chúng ta sẽ được mịn màng hơn. Dạ vâng, quay trở lại với bác sĩ Thanh Yến thì theo như chị Ngân vừa chia sẻ và Bích Ngân cũng có tìm hiểu thì là cái tình trạng mụn ở mẹ bầu á, nó rất là dễ lây lan trên bề mặt da đúng không ạ? Vì thế thì không biết là có cái cách nào để mình có thể kiểm soát cái sự lây lan đó hay không ạ? Thực ra thì để là giảm bớt được cái sự lây lan của tình trạng mụn trên mẹ bầu thì sẽ có một số các bước rất là đơn giản mà các mẹ bầu có thể tự lưu ý được. Thứ nhất là nên rửa mặt bằng sữa rửa mặt nhẹ nhàng và dịu dàng, không có chứa các sản phẩm chứa gốc dầu gây bít tắc năng lông. Ngoài ra, cái thứ hai là các mẹ bầu có thể sử dụng thêm một số loại kem dưỡng ẩm đặc biệt dành cho da dầu. Cái thứ ba là mẹ bầu nên hạn chế sử dụng những thức ăn nhựa quá ngọt, đường, sữa hoặc là chất béo, nên tăng cường ăn rau xanh, hoa quả, vitamin để nâng cao thể trạng cho cả mẹ lẫn cả thai nhi. Cái thứ ba là khi mà ra ngoài nắng thì mẹ bầu nên tránh tiếp xúc ánh nắng quá nhiều và có thể sử dụng thêm kem chống nắng, đặc biệt là kem chống nắng vật lý sẽ an toàn hơn cho mẹ bầu và thai nhi. Dạ vâng, thế còn với những cái trường hợp mà mẹ bầu bị mụn quá nhiều luôn, mất kiểm soát luôn, thì mình có cái hướng điều trị hay xử lý như thế nào không ạ, thưa bác sĩ? Vâng, khi mà đã bị mụn quá nhiều thì đối với những cái thể mà trứng cá mà có xuất hiện những cái cổ nhân mụn, tức là không có phản ứng viêm, thì mẹ bầu có thể sử dụng các sản phẩm chăm sóc da để ngăn ngừa cái mụn tái phát và nguy cơ bùng phát mụn viêm. Và có thể kèm theo là dùng sữa rửa mặt và dưỡng ẩm để làm sạch da và giúp da khỏe hơn. Tuy nhiên, trước khi sử dụng các sản phẩm chăm sóc da đặc biệt dành cho mẹ bầu thì mẹ bầu nên tham vấn với các chuyên gia hoặc là các bác sĩ chuyên khoa da liễu để có thể tìm ra các sản phẩm phù hợp cho làn da của mình và an toàn cho thai nhi. Thế còn đối với trường hợp mà khi mà mẹ bầu đã xuất hiện những mụn viêm, sần đỏ mụn viêm, tức là khi đấy là đã có sự gia tăng của vi khuẩn P. acne ở trên năng lông. Do đó, mẹ bầu nên đến các bác sĩ chuyên khoa da liễu để được kê toa và để được theo dõi, để bác sĩ có thể tìm phù hợp loại kháng sinh an toàn cho mẹ và bé. Dạ vâng, nói như bác sĩ thì có nghĩa là mẹ bầu sẽ hoàn toàn có thể sử dụng mỹ phẩm trong quá trình mang thai đúng không ạ? Dạ, để vâng, điều trị mụn. Dạ. Thế thì không biết là cái tiêu chí hay là cái cách lựa chọn sản phẩm như thế nào để phù hợp với các chị em phụ nữ trong khi mang thai và có những cái lưu ý như thế nào trong việc lựa chọn ạ? Điều đầu tiên là khi mà mẹ bầu đã sử dụng các sản phẩm chăm sóc da thì sữa rửa mặt là sẽ làm sạch da trước tiên, và sữa rửa mặt thì phải là chứa các thành phần dịu nhẹ cho da và an toàn cho da. Cái thứ hai là nếu mẹ bầu có sử dụng các sản phẩm mà điều trị mụn thì hay là các sản phẩm chăm sóc da, không nên sử dụng các sản phẩm có chứa gốc dầu sẽ gây bít tắc năng lông hoặc một số sản phẩm sẽ gây da sinh mụn. Cái thứ ba, nếu mà khi mẹ bầu mà có make up thì mẹ bầu nên sử dụng các sản phẩm make up
không có chứa dầu vì nguy cơ sẽ gây bít tắc năng lông và gây ra mụn. Cái thứ tư là đối với trường hợp kem chống nắng thì mẹ bầu nên sử dụng kem chống nắng vật lý. Tuy nhiên một số trường hợp mà mẹ bầu đang bị bệnh rồi thì nên tránh các sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có chứa một số các thành phần như sau. Ví dụ như là benzene peroxide hoặc là các sản phẩm có chứa BHA hoặc là acid salicylic với nồng độ cao hoặc là sản phẩm có chứa dẫn xuất của retinol sẽ gây nguy cơ ảnh hưởng tới thai nhi. Ngân thấy thì cái việc mà lựa chọn sản phẩm để chăm sóc da, tìm được một cái sản phẩm phù hợp thì là một cái điều rất là quan trọng, mà Ngân nghĩ là không phải chỉ riêng với các chị em phụ nữ đang mang thai mà cả chị em phụ nữ không mang thai cũng như vậy nữa. Mình phải tìm được một cái sản phẩm nào phù hợp với da của mình, nhất là với các chị em mà có da nhạy cảm thì cái việc đó nó lại càng khó hơn nữa, đúng không ạ? Thế thì không biết là chị Ngân có những cái kinh nghiệm như thế nào trong cái việc là mình lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với da hay không ạ? Thì như Ngân có chia sẻ thì những bạn mà phụ nữ mang thai thì chúng ta là những người chúng ta luôn cảm giác là da của mình rất là nhạy cảm, và cái câu mà nâng như trứng là hứng như hoa là phải dành cho bà bầu là đúng nhất. Và cái tiêu chí mà lựa chọn mỹ phẩm dành cho mẹ bầu thì cũng dựa trên điều này, thì chúng ta ưu tiên những cái thành phần lành tính và dịu nhẹ dành cho da. Và đối với cái việc lựa chọn mỹ phẩm dành cho mẹ bầu thì Ngân sẽ có 4 cái tiêu chí như sau. Đầu tiên đó là Ngân sẽ ưu tiên chọn những cái thành phần mà nó thiên nhiên, lành tính. Ở đây Ngân tập trung vào cái sự lành tính, tại vì chúng ta luôn ưu tiên cái sự an toàn cho em bé và giải quyết được vấn đề cho mẹ. Và những cái thành phần thiên nhiên này phải kể đến, ví dụ như là chiết xuất tràm trà nè, là thành phần trị mụn rất là nổi tiếng. Thứ hai là trà xanh, tảo biển, cam thảo, cũng như là những cái dẫn xuất từ vitamin, ví dụ như là vitamin B3, thì nó sẽ giúp chăm sóc da của mẹ rất là dịu dàng. Và cái tiêu chí thứ hai của Ngân là Ngân sẽ không mua những cái sản phẩm mà nó quảng cáo với công dụng là làm trắng tức thì, trị mụn tức thì hoặc là dưỡng da cấp tốc gì đó, tại vì nó thường chứa những cái thành phần rất là độc hại cho sức khỏe của mẹ và bé, ví dụ như là hydroquinone nè hoặc là corticoid. Và cái tiêu chí thứ ba là Ngân sẽ rất là cân nhắc và cẩn thận khi mà sử dụng những cái sản phẩm dẫn xuất từ vitamin A, ví dụ như retinol nè, retinoin nè, hoặc là retinin permethate, hoặc là adapalene. Thì đây là những cái thành phần mà chúng ta sử dụng phải cần có sự tham vấn cũng như là hướng dẫn rất là chi tiết của bác sĩ da liễu. Và cái tiêu chí cuối cùng để Ngân chọn một sản phẩm cho bà bầu đó chính là mình hãy rất là chú ý đến cái nguồn gốc và xuất xứ của sản phẩm, cũng như là sản phẩm của chúng ta phải có đầy đủ các giấy chứng nhận của Sở Y tế. Thưa bác sĩ, vậy thì cái yếu tố mà quan trọng giúp cho mẹ bầu có thể có được một cái sức khỏe tốt, một tinh thần thoải mái và đặc biệt là một làn da khỏe đẹp thì sẽ có những cái yếu tố như là về dinh dưỡng, về chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi. Vậy thì không biết là bác sĩ có những cái dặn dò hay là những cái lưu ý gì cho mẹ bầu về cái chế độ ăn uống, sinh hoạt và nghỉ ngơi ạ? Dạ vâng, thực ra thì điều đầu tiên là mẹ bầu không nên lo lắng quá về bệnh. Cái thứ hai là mẹ bầu nên nghỉ ngơi, ngủ sớm, tránh thức khuya. Hai nữa là mẹ bầu có thể hạn chế ăn những đồ ngọt, đường, sữa có nguy cơ có thể gây ra sinh ra mụn. Mẹ bầu nên ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước, đủ 2 lít nước một ngày để giúp cho cơ thể có thể tăng cường sức đề kháng và khỏe mạnh. Cái thứ ba là mẹ bầu nếu khi bị mụn thì mẹ bầu hạn chế tự cậy nặn mụn, bởi vì việc cậy nặn mụn sẽ nguy cơ làm cho mụn bùng phát nhiều hơn và là nguyên nhân dẫn đến các vết thâm, sẹo mụn như là sẹo rỗ hay là sẹo phì đại, gây ra ảnh hưởng đến thẩm mỹ của làn da.
Dạ vâng, chị Ngân ơi, với một người có nhiều kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ cũng như là đã từng giúp cho khá là nhiều mẹ bầu lấy lại được cái làn da đẹp và thoát khỏi cái sự là mất tự tin, thì không biết là chị có thể chia sẻ với các mẹ bầu là cái bí quyết hay là cái cách chăm sóc da như thế nào là hợp lý ạ? Đối với Ngân thì việc trị mụn cho mẹ bầu cũng như là chăm sóc da cho mẹ bầu thì nó cũng gần giống với một việc trị mụn cho một người bình thường. Tại vì có thể là nguyên nhân bị mụn là chúng ta khác nhau, tuy nhiên cái cách hình thành mụn là giống nhau. Và ở mẹ bầu thì là do cái nguyên nhân thay đổi nội tiết và khiến cho cái tuyến bã nhờn của chúng ta nó tăng sinh. Vì thế thì rất cần thiết chúng ta thiết lập một quy trình chăm sóc da đầy đủ các bước để có thể là giảm nhờn hoặc là và có thể kiểm soát được cái nốt mụn viêm. Và ở cái bước những cái bước chăm sóc da ở đây thì Ngân sẽ liệt kê ra những cái bước chính. Đầu tiên là bước làm sạch da. Bước này cực kỳ quan trọng luôn, nó sẽ quyết định đến 80% cái hiệu quả trị mụn của chúng ta. Thì ở trong cái bước làm sạch da này sẽ có 3 sản phẩm. Đầu tiên là sản phẩm sữa rửa mặt. Thì sữa rửa mặt ở đây thì Ngân sẽ ưu tiên những cái sản phẩm mà nó không có chất tẩy rửa mạnh nè. Nó có những thành phần thiên nhiên và độ pH là 5.5. Cái sản phẩm thứ hai trong cái bước làm sạch đó chính là dầu tẩy trang. Tại vì như bác sĩ Yến có chia sẻ thì nhiều mẹ bầu trong quá trình mang thai chúng ta còn sử dụng kem chống nắng vật lý nữa. Và cái sản phẩm kem chống nắng vật lý là nó rất là khó tẩy trang. Vì thế chúng ta rất là cần sản phẩm dầu tẩy trang để có thể làm loại bỏ đi hết cái vết kem chống nắng cũng như là làm sạch sâu lỗ chân lông của mình. Và cái sản phẩm thứ ba mà cần thiết nữa đó chính là sản phẩm tẩy tế bào chết. Thì như bác sĩ có chia sẻ là chúng ta không nên sử dụng cái hàm lượng BHA nó quá nhiều. Và với cái da mụn thì tẩy tế bào chết là rất là cần thiết. Và chúng ta hãy lựa chọn cho mình những cái sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học. Nó có cái hàm lượng an toàn dành cho mẹ. Ví dụ như là BHA dưới 2% và AHA dưới 9% thì nó rất là an toàn và bà bầu cũng có thể sử dụng. Và cái bước thứ hai mà con cũng cực kỳ quan trọng đó là bước dưỡng ẩm. Tại vì da của mình bị dầu thì bản chất da của mình nó thiếu ẩm. Và càng thiếu ẩm thì càng tiết dầu nhiều hơn. Vì thế chúng ta cần một sản phẩm kem dưỡng ẩm để có thể là bảo vệ làn da của mình, cân bằng làn da của mình hơn và giúp da mình mềm mại, giảm tiết nhờn. Cái sản phẩm, cái bước làm chăm sóc da cuối cùng đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm trị mụn. Tại vì mụn chúng ta bây giờ nó nổi thì chúng ta phải kiểm soát nó lại, tránh cái tình trạng nó viêm nặng hơn cũng như nó lây lan và nó để lại hậu quả về sau, thì chúng ta phải kiểm soát nó ngay lập tức bằng những sản phẩm chuyên trị mụn. Và Ngân vẫn ưu tiên những cái thành phần thiên nhiên, ví dụ như tràm trà, rau má, rau sam để nó có thể làm dịu và kiểm soát cái nốt mụn viêm và giúp làn da chúng ta cải thiện nhiều hơn. Và nói yếu tố bên ngoài xong rồi thì Ngân sẽ tiếp tục với yếu tố bên trong. Yếu tố bên trong thì tuy là chúng ta biết là mụn bà bầu là do nội tiết và chúng ta không thể can thiệp nhiều đến yếu tố nội tiết, tuy nhiên chúng ta làm gì để không khiến nó tồi tệ hơn? Tại vì rất là nhiều mẹ bầu khi mang thai thì chúng ta bắt đầu căng thẳng, lo lắng thái quá về cái việc mang thai của mình, dẫn đến là chúng ta bị rối loạn nội tiết thêm nữa. Vì thế thì mẹ bầu nên là chúng ta trang bị kiến thức của mình trong quá trình mang thai, có thể đọc sách hoặc là có những bác sĩ tư vấn riêng cho mình để chúng ta có kiến thức cũng như là cái quá trình mang thai trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn. Yếu tố hai là mẹ bầu cũng nên chọn cho mình một cái môn thể thao để có thể là mình thư giãn hơn và mình có thể vận động để trở nên khỏe khoắn hơn. Yếu tố thứ ba mà Ngân thấy là nhiều mẹ bầu cũng mắc phải là khi mang thai chúng ta ăn quá nhiều. Ai nói gì cũng ăn và ai ép gì cũng ăn, nhiều lúc phải cố gắng ăn để có đủ chất cho em bé. Thật ra không phải vậy, chúng ta ăn đủ là được chứ không ăn nhiều. Và ăn ở đây thì chúng ta nên nghiên cứu về cái thực đơn cũng như là những cái thực phẩm phù hợp cho mẹ bầu, cũng như là có thể là mình ăn mình vừa tốt cho mẹ và bé mà cũng giúp đẹp da đẹp dáng nữa. Thì Ngân nghĩ bạn nên nghiên cứu về điều đó chứ đừng có cái gì cũng ăn, ai nói gì cũng ăn. Đó là những cái điều mà Ngân nghĩ là rất là hữu ích để cho mẹ bầu có thể tham khảo để quá trình mang thai nó trở nên đẹp và thú vị hơn.
là một người mà có nhiều năm thâm niên trong nghề, cũng như là bác đã gặp qua rất là nhiều trường hợp các mẹ bầu bị mụn trong quá trình mang thai, thì không biết là bác sẽ có những cái lưu ý và những cái lời khuyên nào dành cho các chị em phụ nữ đang chuẩn bị mang thai cũng như là đang trong thời gian mang thai ạ? Đối với các chị em phụ nữ mà chuẩn bị mang thai và đang có kế hoạch mang thai, nếu bị mụn thì tốt nhất nên điều trị sớm và điều trị đúng phác đồ, và hai là có hướng để chăm sóc và điều trị để giảm nguy cơ bùng phát mụn nhiều hơn. Đối với phụ nữ mang thai mà bị mụn thì các mẹ bầu không nên lo lắng quá, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi. Ngoài hạn chế chăm sóc da và các yếu tố có khả năng gây sinh ra mụn nhiều hơn, thì các mẹ bầu nên đến khám và tư vấn và được điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa da liễu để ngăn ngừa cái tình trạng biến chứng mụn để lại, ví dụ như các rắt thâm hay là những cái sẹo rỗ hoặc là sẹo phì đại gây ảnh hưởng thẩm mỹ tới làn da của mẹ bầu, và cũng như là giảm bớt được cái tình trạng về tâm lý về mặt thẩm mỹ của mẹ bầu khi mang thai. Quý vị thân mến, qua chia sẻ từ chị Ngọc Ngân và bác sĩ Thái Thanh Yến thì chúng ta thấy là làm đẹp và sống khỏe là cả một chặng đường dài, và trên chặng đường đó thì không thể thiếu kiến thức. Đặc biệt là trong lúc đang mang thai, mẹ bầu đã rất mệt mỏi vì ốm nghén và các triệu chứng khác. Do đó chỉ cần mụn xuất hiện thôi là lại thêm một mối lo và làm cho mẹ bầu càng khó chịu, mệt mỏi nhiều hơn. Qua chia sẻ của bác sĩ Yến và chị Ngọc Ngân, Bích Ngân hy vọng rằng các mẹ bầu sẽ có thêm những thông tin cần thiết và bổ ích để cùng nhau khỏe đẹp, an toàn và tự tin hơn nhé. Quý vị thân mến, chương trình Chuyên gia nói gì do Big Vision Media thực hiện phối hợp với truyền hình báo Tuổi Trẻ và sự đồng hành của thương hiệu mỹ phẩm The Beauty of Jones trực thuộc công ty cổ phần Sensitina đến đây là hết. Mọi đóng góp cho chương trình, quý vị khán giả có thể gửi về địa chỉ email chuyên gia nói gì a@gmail.com. Còn bây giờ, Bích Ngân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.